mặt chúng ta là đường vào động Hoa Cương nhá. Giá vé khoảng 20.000, 40.000 gì đấy. Trước kia mình trên... Giá? 30.000. Vé Hoa Cương là 30.000. 30.000. Anh em nào mà có theo dõi mình ở trên kênh của mình cũng có thăm, có video thăm động Hoa Cương ấy. Anh em vào thăm nhá. Mình rất là thổ dân chất bà luôn. Bến Gia Luận nhá cả nhà nhá.
Đây bến tàu Gia Luận nhé cả nhà nhé. Một ngày đẹp trời tuyệt vời luôn. Các bạn xem video nhớ bấm kênh đăng ký và ủng hộ mình nhé. Mình xin cảm ơn.